Xin chào cô và các bạn, mình tên là Nguyễn Xuân Bách, hiện tại đang là sinh viên khóa 2 lớp FP Đại học E, mã số sinh viên là CUV020HP03. Hôm nay mình sẽ trình bày bài tập tổng kết môn nghi thức giao tiếp trong kinh doanh. Và cái bài tổng kết đó chính là sự cách cầm và nghe điện thoại, đoán được tính cách của người đó như thế nào. Thì cách mà bạn cầm và đọc lên điện thoại thì sẽ cho mọi người biết bạn là một người như thế nào. Trong số các trường hợp nhưng mà sau đây mình sẽ kể ra thì bạn sẽ đoán được mình là ai. Thì thường cái tính cách của con người được biểu hiện thông qua những tác phong, hành động mà bạn thường làm với cách trả lời điện thoại thì cũng vậy. Tính cách của bạn sẽ được thể hiện rõ qua cách mà bạn cầm điện thoại và tư thế bạn nói chuyện qua điện thoại. Thì đầu tiên đó là người mà sự kẹp điện thoại giữa vai và cầm trong khi hai tay hoàn toàn rảnh rỗi thì thể hiện đó là người rất là dễ tạo được cái ưu thế cho mình nói chuyện điện thoại qua tay nghe và hai tay mà không vướng bận cái gì thì là người luôn cảm thấy hài lòng về bản thân và thích nghi với phần còn lại của thế giới. Bật loa thật lớn khi mà bạn đó là một người thể hiện đó là một người hoặc là rất khoa trương hoặc là trong sáng và không thích giấu giếm. Nhưng sẽ có cái phần nhưng về thứ nhất hơn đó là cái người rất là khoa trương. Khi nghe điện thoại mặt hướng ra ngoài thì thể hiện là một người có tiếp sống rất là tự tin. Cuộc gọi đối với họ chẳng có gì là bí ẩn. Còn khi mà nghe điện thoại có cái đầu hơi cúi xuống thì thể hiện là một người sống không được thẳng thắn hay nịnh nọt nhưng được lòng người khác hoặc là có cái điều hay giấu giếm người khác. Ống nghe cách xa tai thì đó là một người hay đề phòng, không muốn tùy tiện biểu hiện tâm ý của mình. Họ thường để ý xem người khác nhìn mình như thế nào. Ở ngoài thì nhìn họ thường hay nhìn vào bề ngoài nhưng cũng thường xuất hiện ở các cái tư thế này. Còn giữ đầu trên ống nghe thì là những người tinh tế, suy nghĩ chu đáo, rất cẩn thận. Tuy nhiên thường rất là mềm yếu, nhạy cảm, cảnh giác cao với người khác nên thường có ít bạn bè. Người nghiêng trước ngả sau khi nghe điện thoại đó chính là người có tâm trạng thứ tự ổn định, khi đắc chí tỏ ra vui mừng cũng như là xem thường mọi việc và khi không được như ý thì luôn ủ rũ đứng ngồi không yên. Khi người vừa gọi điện vừa chỉnh lại trang phục, đầu tóc hay là soi gương ấy thì là một người ham hưởng thụ vật chất, có tính phù hoa, ham hưởng lạc nhưng mà trong công việc thì lại là không có ý chí vươn lên. Còn người vừa nghe điện thoại vừa vẽ ra giấy ấy, thì là những người giàu sức rất tưởng tượng, có tài năng nghệ thuật, thường tỏ ra thiếu tập trung hay là ảo tưởng. Còn người mà khi gọi điện thoại ngồi rất là ngay ngắn thì đó là một người luôn vâng lời, thiếu tính phản kháng và không có độc lập, cũng có thể ở đầu dây bên kia là sếp của người ấy. Khi mà người ta là một người chủ quan, quyết đoán, bừa bãi thì cho mình là đúng nhưng lại rất là tin, thường người có cái cách nghe điện thoại đó là gác chân lên trên bàn. Cuối cùng là người có những người khi nghe điện thoại những thường là những cô gái nằm ông nghe hoặc là dây điện thoại thì sẽ luôn giữ đầu dưới ông nghe vì thể hiện nó là người có tài, mạnh mẽ, chủ động. Họ luôn có cái tính cách mạnh mẽ, không thích người khác ra lệnh hay là chỉ huy. Còn vừa nói vừa cầm dây điện thoại thì cuộc điện thoại là một người có quan hệ mật thiết với người đang nghe hoặc là đồng thời người đang nghe điện thoại là người có cả cái cá tính khinh đời. Và người nói chuyện thì luôn đứng khi nhận và gọi điện thoại thì sẽ là một người rất kiên quyết, thẳng thắn, cởi mở và có thể hoàn toàn tập trung hết sức lực vào những mục. Xin chào các bạn, mình là Vũ Đình Chín, còn đây là mình là Nguyễn Xuân Bách. Hôm nay mình sẽ có một buổi tổng kết về môn học trước bọn mình được học là cách cầm và sử dụng điện thoại để nói chuyện. Thì hôm nay bọn mình sẽ làm một video về môn học để có thể tổng kết những gì được học vào tình huống của ngày hôm nay của mình là hai đứa bạn đang nói chuyện với nhau qua điện thoại và sau đây là tình huống của mình.
mời các bạn cùng nói xem. Chín à, là mày đúng không? Thật tốt kìa, mày đang làm gì rồi? Dạo này thì hơi kém. Tao đang làm bên bộ phận marketing của một công ty, thì công việc cũng khá là ổn định. Dạo này mày thế nào rồi? Thầy, lại có thêm mấy đứa rồi. Thời tiết khí hậu dạo này thay đổi thất thường, tao vẫn khỏe lắm. Đầu năm nay gia đình tao vừa đón thêm một nhóc mập dễ thương đấy. Con gái mày đâu? Nhóc đông đã dễ thương trong mấy bức hình trên mạng. Tối nay con bé ở nhà. Dạo này vẫn luyện tập thể thao các kiểu dữ hay là lập gia đình nên bỏ hết rồi anh bạn? Vấn đề hôm nào tao đặt lịch hẹn đi du lịch nhà. Tao mới tìm hiểu điện danh này thú vị lắm. Hợp lý, chắc rồi. Tao sắp phải đi họp bên phòng giám đốc gặp mày sau nhỉ? Bye. Bye, hẹn lúc nào anh em mình đi nhậu. Hợp lý, ok anh bạn. Ok. Qua phần trình bày của bọn mình, từ đó đưa ra kết luận là cách cầm điện thoại thể hiện tính cách, cá tính, thói quen, bản thân là một người như thế nào, tác phong, thái độ làm việc của mình và nói chuyện với bạn bè thì sẽ tự do, thoải mái, còn với những người lớn tuổi có trên thì là có cái sự tôn trọng, lịch sự, lễ phép. Qua đây là phần trình bày của bọn mình và bàn tình huống hai bạn đứa bạn cùng nói chuyện với nhau. Và đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả bạn đã nghe. Mình xin hết.